Em xin chào tất cả các anh chị cô dì chú bác yêu hoa lan rừng trên cả nước của phiên buổi tối của em nhé. Phiên tối nay em lên cho các bác một số vài mặt hàng này. Đơn hàng đầu tiên em lên cho các bác một số vài cây trâu nhé. Rất là nhiều luôn, nguyên bản này 200k thôi nha các anh chị. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4, 5, 6, 8, 9, 10 cây này. Đơn này có giá là 200k, rất là rẻ luôn. Ai chốt hình số 1 cho em này. Xem hình số 2 là đơn nhãn rời nhé. Nhãn rời này, một cây to này. Đó, nó hơi bị lỗi nhẹ xíu, lá thôi bị sâu ăn nhé. Đó, một cây to này. Cái thứ hai này, cái thứ ba này. Ba cây rời này, ai chốt đơn này 100k. Đây là lô số 2. Số 3 là hoàng nhãn nguyên bản rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Nguyên bản rất là đẹp. Em để giá cho các bác đơn này là 170k. Đây là lô 3. Lô 4 là một cây trâu to nguyên bản này nhé. Có giá là 200k này, cái to đẹp luôn, chuẩn chơi Tết luôn nha các anh chị. 200k, hai chốt hình số 4 cho em nha. Hình số 5. Một cây mít to này, đẹp cực kỳ này. Hai chốt đơn này em để giá cho các bác 170 này. Cây to đẹp luôn, rất là thẳng nhá, cái lá mít này nhá. Đó, đây là hình số 5. Hình số 6 em có mật ong rừng nha các anh chị. Mật ong rừng này. Đây, nguyên chất luôn, rất là đặc luôn nha, mật ong rừng này. Bác nào lấy 1 lít của nó là em để giá cho các bác là 450k nhá, 1 lít nhá. Cái này thì chắc tầm lít rưỡi này. Ai chốt cái này này, tầm lít rưỡi nha các anh chị. Đó, cái này là 450 1 lít nha. Bán chuẩn mật ong Tây Nguyên luôn nha. Cái này là anh trai của em mang về luôn á. Đó. Nhìn rất là đặc sệt luôn nha. Rất là đặc luôn nha các bác nha. Mật ong rừng Tây Nguyên này. Bác này chốt 1 lít của nó là 450 này. Đó, bác nào chốt cái đơn nào thì cứ liên hệ qua số của em. Nếu mà bác không lấy hết thì các bác lấy nửa cũng được, nửa lít cũng được, hoặc 1 lít cũng được nha. Đó, em chào tất cả các bác nha.